Các đệ làm như vậy là không ổn chút nào. Tại sao đi đòi nợ lại cứ phải động chân động tay? Phải biết động não chứ. Mình chỉ được kim hùng. Có giỏi ra ngoài đòi nợ để xem nào. Ta sợ. A few moments later. Đệ đứng đây chờ ta. Và xem ta dùng nhân nghĩa để thu phục lòng người. Thấy chưa? Đệ đã bảo rồi mà. Đúng là việc gì biến tay. Ok. Con kia. Mày có trả lợn hay để bố mày xin cái cánh tay ra được khỏi mép. Anh Vũ, em trả. Danh tướng truyền kỳ, làm gì cũng thắng. Loạn thế tam quốc, nghịch thiên mệnh, dựng cơ đồ.